lại. Vâng. À, phần sau. Vâng. Vâng, bài cuối cùng chúng ta sẽ có một bài về khởi trị SGLT2 sớm ở bệnh nhân tim mạch của tiến sĩ bác sĩ Đỗ Nam Phương đến từ Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh. Thì kính thưa quý đồng nghiệp, thì trong năm vừa qua thì chúng ta đã có rất nhiều các bằng chứng của nhóm thuốc này trên các đối tượng bệnh nhân bị bệnh tim mạch, bệnh nhân bị suy tim, bệnh nhân tiểu đường và bệnh nhân bị bệnh thận. Thì với cả rất nhiều các bằng chứng qua các nghiên cứu Empiric Outcome, Canvas, Declatimy, Creden và DAPA, cả đấy là DAPA-REP. Thì đây là một cái ca lâm sàng khởi trị sớm nhóm thuốc này ở bệnh nhân tim mạch do tiến sĩ bác sĩ Đỗ Nam Phương trình bày. Xin mời chị. Dạ, kính thưa quý anh chị đồng nghiệp, thì chúng ta cũng biết rằng á, những bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, họ có nguy cơ tử vong rất là cao. Và chúng ta thấy là đối với những bệnh nhân mà có đái tháo đường thì cái nguy cơ tử vong này nó còn tăng cao hơn nữa, tùy theo cái số lượng bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ tim mạch kèm theo. Và như vậy thì người ta cũng thấy rằng á, những bệnh nhân mà có đái tháo đường á, thì cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim nó tăng lên đáng kể so với cái nhóm bệnh nhân không có đái tháo đường. Và chúng ta thấy là nếu như bệnh nhân có đái tháo đường mà đã có cái nhồi máu cơ tim trước đó thì cái nguy cơ tử vong còn cao hơn gấp nhiều lần so với cái nhóm bệnh nhân có đái tháo đường mà chưa có một cái biến chứng tim mạch trước đó. Như vậy thì đái tháo đường và biến cố tim mạch nó liên hệ khá là mật thiết với nhau qua rất là nhiều cơ chế như là stress oxy hóa, phản ứng viêm, đề kháng insulin và giảm tưới máu mao mạch. Và cái cơ chế này nó sẽ dẫn đến cái biến cố tim mạch do xơ vữa gây ra tử vong tim mạch, và nó cũng dẫn đến cái nguy cơ suy tim, cũng là một cái vấn đề sẽ dẫn đến tử vong do tim mạch. Chính vì vậy mà tất cả các thuốc điều trị đái tháo đường cho đến năm 2012 thì FDA đã có yêu cầu là ngoài cái việc chúng ta điều trị hiệu quả đái tháo đường, chúng ta phải có những cái thuốc này đều phải chứng minh tính an toàn trên tim mạch trên những bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ hoặc là những bệnh nhân đã từng có cái biến cố tim mạch. Và như vậy chúng ta thấy là cho đến hiện nay chúng ta đã có rất nhiều các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng để chứng minh được điều này. Và đối với cái nhóm SGLT2 á, thì chúng ta từ năm 2015 đến nay chúng ta có khá nhiều những cái nghiên cứu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số cái nghiên cứu chính trong cái nhóm SGLT2 này. Đầu tiên là cái nhóm là cái nghiên cứu Empiric Outcome. Cái nghiên cứu này là thực hiện cho những bệnh nhân đã có biến cố tim mạch, đã có bệnh lý tim mạch rồi. Và người ta chia làm 3 nhóm: placebo, empagliflozin 10mg và empagliflozin 25mg. Và người ta muốn xem là cái kết cục chính đó là tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ có khác nhau giữa 3 nhóm này hay không. Thì kết quả cho thấy đối với primary outcome thì nó giảm được 14% trong cái nhóm mà sử dụng empagliflozin, giảm được 38% đối với tử vong do tim mạch, giảm được 32% trong cái nhóm tử vong do mọi nguyên nhân, và giảm được 35% cái nguy cơ nhập viện do suy tim. Bên cạnh đó thì cái nghiên cứu thứ hai là Declatimy 58 trên cái nhóm thuốc dapagliflozin. Chúng ta cũng biết là SGLT2 hiện nay trên Việt Nam chúng ta chỉ có hai nhóm thuốc này đang thực hiện, chúng ta đang có trên thực hành lâm sàng. Thì đối với cái nhóm dapagliflozin á, thì đây là một cái nghiên cứu trên khoảng hơn 17.000 bệnh nhân. Và đây là những bệnh nhân hoặc là có yếu tố nguy cơ của tim mạch nhưng chưa có những cái biến cố tim mạch xảy ra, hoặc là những bệnh nhân đã có biến cố tim mạch xảy ra. Thì người ta cũng phân làm hai nhóm là dapagliflozin 10mg một ngày và placebo. Trong đó các kết cục chính ngoài cái vấn đề liên quan đến an toàn thì có những cái kết cục liên quan đến hiệu quả, và người ta cũng nhìn đến cái biến cố thật trên những cái nhóm bệnh nhân này. Thì kết quả cho thấy là đối với MES thì không có sự khác biệt so với nhóm placebo, nhưng mà lại giảm được 17% trên cái nguy cơ tử vong do suy tim hoặc là nguy cơ tử vong do tim mạch ở cái nhóm dapagliflozin so với placebo. Và người ta nhìn thấy là nó giảm được 24% cho những cái biến cố thận, ví dụ như độ lọc cầu thận tệ đi hoặc là xuất hiện albumin miệng. Thì những cái đó đối với cái nhóm sử dụng dapagliflozin thì nó giảm được 24% so với placebo. Và như vậy thì chúng ta nhìn thấy là trên những cái nhóm thử nghiệm về SGLT2 á, thì nó có hai cái nhóm bệnh nhân khác nhau. Một là những bệnh nhân đã có biến cố tim mạch xảy ra, có nghĩa là dự phòng thứ phát, thì cái Empiric Outcome hoặc Declatimy nó cho thấy là có hiệu quả trên cái nhóm bệnh nhân này. Một cái nhóm bệnh nhân thứ hai đó là cái nhóm bệnh nhân hầu như chưa có một cái biến cố tim mạch xảy ra nhưng có nhiều nguy cơ tim mạch, và đó là chúng ta đang dự phòng tiên phát cho cái nhóm bệnh nhân này. Thì trong cái nghiên cứu Declatimy 58 nó cho thấy có lợi điểm của dapagliflozin để dự phòng tiên phát trên cái nhóm bệnh nhân có nhiều nguy cơ tim mạch. Và những cái phân tích gộp
người ta cũng thấy là đối với những cái bệnh nhân đã có cái bệnh lý mạch vành xảy ra hoặc là bệnh dưới tim mạch xảy ra thì cái nhóm SGLT2 nó bảo vệ bệnh nhân để không có bị những cái biến cố xảy ra một lần nữa, đó là dự phòng thứ phát. Đối với cái tử vong do tim mạch thì cái lợi điểm về dự phòng thứ phát cũng được khẳng định một lần nữa qua những cái thử nghiệm lâm sàng. Đối với cái nhập viện do suy tim thì đối với cái những bệnh nhân đã từng có biến cố tim mạch hoặc là những bệnh nhân có nhiều nguy cơ tim mạch nhưng chưa có biến cố tim mạch thì cả dự phòng tiên phát và thứ phát đều cho thấy có lợi ở cái nhóm bệnh nhân được sử dụng SGLT2. Và cuối cùng trên cái biến cố thật thì tất cả các nhóm SGLT2 đều cho thấy là có cái kết cục rất là tốt so với cái nhóm sử dụng placebo. Và chúng ta từ sáng đến giờ nghe nói đến rất là nhiều những cái nghiên cứu mà mới được công bố ở ESC 2019 như là DAPA-HF. Thì trong DAPA-HF người ta sử dụng dapagliflozin trên cái nhóm bệnh nhân suy tim mãn có phân số tống máu giảm. Người ta phân làm hai nhóm, dapagliflozin 5 đến 10mg hoặc là placebo, và người ta coi cái kết cục chính đó là tử vong do tim mạch, nhập viện do suy tim hoặc là tái khám sớm gấp do suy tim và theo dõi trong khoảng 3 năm. Thì kết quả cho thấy là nó giảm được 26% so với placebo ở cái kết cục chính. Và nếu như ta nhìn vào rõ hơn những cái kết cục, ta thấy là nó giảm được 30% ở cái nhóm là những cái biến cố do suy tim nặng hơn và giảm được 18% tử vong do tim mạch. Và cái đặc biệt là cái nghiên cứu DAPA-HF nó thực hiện trên những cái nhóm bệnh nhân có hoặc không có đái tháo đường, và ngay cả trên cái nhóm bệnh nhân không có đái tháo đường thì dapagliflozin cũng cho thấy có lợi ở những bệnh nhân suy tim phân số máu giảm, mặc dù bệnh nhân không có đái tháo đường mà được sử dụng thêm dapagliflozin thì nó cũng giảm được biến cố kết cục chính cho tất cả các những bệnh nhân này. Thì đây là những cái kết quả mới. Và như vậy thì trên cái nhóm bệnh nhân suy tim hiện nay á, ngoài những cái thuốc chúng ta đã có trong tay theo khuyến cáo của Hội suy tim châu Âu hoặc Hiệp tim mạch Mỹ như ức chế men chuyển chất hữu thể, chạng beta, lợi thiệu kháng aldosterone, acne, vân vân, thì ngày nay chúng ta có thêm một cái phương tiện nữa, đó là SGLT2, trong đó cái DAPA-HF trên cái nhóm dapagliflozin đã chứng minh được cái lợi điểm này. Và đây là một cái dụng cụ thêm, cái phương tiện thêm để chúng ta có thể tối ưu hơn nữa, kiểm soát hơn nữa đối với những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Và như vậy thì cái điều mới trong cái phác đồ điều trị của ESC 2019 là gì? Chúng ta thấy ở đây là những bệnh nhân có đái tháo đường và đang được điều trị metformin. Thì nếu như bệnh nhân có bệnh lý tim mạch hoặc có nguy cơ cao hoặc là rất cao thì khi đó người ta khuyến cáo là chúng ta nên thêm SGLT2 hoặc là GLP-1 để có thể kiểm soát HB1C tốt hơn và có lợi biến cố tim mạch đối với những nhóm bệnh nhân này. Và cái đặc biệt thứ hai là trên những cái bệnh nhân mà hầu như chưa được điều trị gì hết, bệnh nhân hầu như chưa được điều trị thuốc đái tháo đường, và nếu như đã từng có bị biến cố tim mạch hoặc là có nguy cơ cao hoặc rất cao thì chúng ta cũng có thể khởi trị bằng SGLT2. Chúng ta có thể khởi trị bằng SGLT2 hoặc là GLP-1. Thì như vậy là SGLT2 và GLP-1 đã được đưa lên first line giống như metformin. Trước đây chúng ta biết là tất cả các khuyến cáo đều khuyến cáo là metformin đầu tay, sau đó chúng ta sẽ dùng thêm những thuốc khác. Nhưng 2019 đã thay đổi, và như vậy trên cái nhóm bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, có biến cố tim mạch rồi hoặc là có những cái nhiều nguy cơ tim mạch thì chúng ta có thể khởi trị bằng SGLT2, và đây là một cái khuyến cáo rất là mới. Như vậy, trên bệnh nhân tim mạch để khởi trị SGLT2 chúng ta đã có những bằng chứng gì? Liên quan đến tính an toàn thì chúng ta cũng thấy là đã được chứng minh tính an toàn trên những cái nhóm bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch hoặc là có biến cố tim mạch. Và đối với hiệu quả thì chúng ta cũng thấy đã được chứng minh ở những cái MES, ở nhập viện do suy tim, ở biến chứng thận, và đặc biệt trên cái nhóm suy tim phân số máu thất trá giảm. Và ngày nay thì SGLT2 vẫn đang được tiến hành thêm những cái nghiên cứu trên cái nhóm bệnh nhân suy tim phân số máu bảo tồn, và chúng ta sẽ chờ cái kết quả của DELIVER trong cái năm tiếp theo để chúng ta xem thêm liệu là cái thuốc, nhóm thuốc mới này với cái cơ chế đặc biệt nó có lợi cho cái nhóm bệnh nhân suy tim có phân số máu bảo tồn hay không. Dạ em xin hết ạ. Như vậy chúng ta vừa nghe tiến sĩ bác sĩ Đỗ Nam Phương ở Viện Tim Hồ Chí Minh đã báo cáo một cái trường hợp và có phần bình luận comment rất hay liên quan đến một cái nhóm thuốc mới
anh chị biết là cái nhóm mà SGLT2 inhibitor là một cái nhóm thuốc chủ yếu trước đây người ta điều trị trong bệnh lý đái tháo đường type 2. Nhưng bây giờ qua các cái nghiên cứu, đặc biệt một nghiên cứu gần đây, DAPA-HF rồi EMPARES thì như vậy cho thấy cái nhóm thuốc này có giá trị rất tốt trong điều trị suy tim hoặc là cái khác một cách chính xác. Đó là đái tháo đường, bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao, mà trong nguy cơ tim mạch cao đó chính là suy tim. Chỗ này chúng tôi cùng nhấn mạnh một chút để nhiều khi các đồng nghiệp chúng ta đôi lúc mà mình sẽ cũng không nên chúng ta chưa, hiện nay chúng ta cũng chưa hoàn toàn khẳng định đây cái nhóm SGLT2 inhibitor là một thuốc điều trị suy tim, và như vậy chúng ta sẽ bị nhầm lẫn. Nhưng cái nhóm thuốc này là một cái nhóm thuốc anh chị biết là nó ức chế sự đông vần của natri, vì vậy nên nó trong một chừng mực nào đó nó sẽ có tác dụng lợi thải natri để cho bệnh nhân cái suy tim nó sẽ cải thiện tốt hơn. Vì vậy cái nhóm thuốc này là nhóm thuốc được chỉ định trong điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ tim mạch cao, đặc biệt suy tim rất tốt. Xuyên qua 3 nghiên cứu lớn, trong đó cái nghiên cứu sau cùng là DAPA-HF, cái số lượng bệnh nhân đã tham gia lên đến 14.000 người, và đó là một nghiên cứu rất là mạnh với cái số bệnh nhân tham gia rất là lớn. Vì vậy trên cơ sở đó hiện nay các cái khuyến cáo, nhất là khuyến cáo ESC 2019, mới hiện nay ở bệnh nhân đái tháo đường mà có nguy cơ tim mạch cao, nhất là suy tim, thì cái thuốc đầu tay người ta vẫn sử dụng là cái nhóm SGLT2 inhibitor. Và khi không đáp ứng hoặc là cái mức đường máu hoặc B1C không có khống chế hoặc là giảm xuống, thì như vậy người ta bắt đầu kết hợp trên các cái nhóm thuốc khác thông dụng mà chúng ta đã nêu. Trong đó đương nhiên chúng ta phải nhận tránh cái nhóm TZD, tức là nhóm mà có khả năng là gây cái tình trạng suy tim nó sẽ là xấu hơn. Thế như vậy chúng tôi xin nhấn mạnh một số điểm để cho cái đồng nghiệp chúng ta cần theo dõi. Và năm 2019-2020 thì sẽ có những cái công cuối năm này và đầu năm đến thì sẽ có những nghiên cứu độc lập ở trên bệnh nhân là suy tim mà không có đái tháo đường. Nếu bệnh nhân suy tim không đái tháo đường thì cái nhóm thuốc này có tác dụng độc lập để cải thiện tình trạng suy tim bên cạnh những loại thuốc điều trị suy tim cơ bản mà chúng ta đã biết như lợi tiểu, ức chế miễn dịch, tràng tự thể, nhóm ARNI, tức là cái nhóm cũng rất mạnh, hoặc là cái nhóm ivabradin chẳng hạn, là những cái loại thuốc mà chúng ta đã biết từ lâu. Thì cái nhóm thuốc này cũng có phải có tác dụng tương tự giống như các nhóm khác hay không? Đó là những cái nghiên cứu mà trong cái thời gian sắp đến, trong cuối năm 2019 này và đầu năm 2020 chúng ta sẽ có cả nghiên cứu các tiểu nhóm gọi là các subgroup để chúng ta có thể đánh giá một cách chặt chẽ và đưa ra khuyến cáo một cách dứt điểm hơn nữa. Còn bây giờ người ta vẫn là ở bệnh nhân đái đường có suy tim, ở bệnh nhân đái đường có nguy cơ tim mạch cao, trong đó chủ yếu là suy tim, thì sử dụng nhóm thuốc này là đầu tay và rất tốt. Chứ chưa phải là chúng ta suy tim là chúng ta điều trị liền. Chúng tôi xin nói thêm để cả anh chị chúng ta khỏi bị lẫn lộn về phần này. Thời gian trao đổi của chúng ta có rất là nhiều, tầm 10 phút, không biết là các quý đồng nghiệp hồi dưới có câu hỏi thì cho tiến sĩ Phương không ạ? Vâng, tôi xin phép có câu hỏi cho tiến sĩ Phương là các bằng chứng trên việc giảm suy tim, giảm tái nhập viện suy tim, trên giảm biến cố tim mạch tử vong và trên chức năng thận cũng đã rất rõ ràng rồi. Tuy nhiên các biến cố ở trên nhồi máu cơ tim và tế bào mạch não thế nào đến thời điểm này? Thật ra thì trong tất cả các nghiên cứu họ đều có những cái biến cố tim mạch gồm có là nhồi máu cơ tim không tử vong hoặc là đột quỵ. Thì người ta gộp vào tất cả nghiên cứu đó, và khi chúng ta nhìn vào những cái thành phần của biến cố chính á, thì thấy rõ ràng là nó có ý nghĩa thống kê ở cái nhóm tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong do tim mạch xin lỗi, và nhập viện. Thì đó là những cái biến cố, thành phần của biến cố mà chúng ta thấy có ý nghĩa thống kê. Tất cả các nghiên cứu này thì cái việc làm giảm được tỷ lệ tử vong cũng như biến cố thì chủ yếu tập trung vào việc làm giảm suy tim. Tuy nhiên các cái bằng chứng ở trên nhồi máu cơ tim cũng như tế bào não là chưa rõ ràng. Thì người ta có giải thích rằng cái nhóm thuốc này thì đa số đánh vào cơ chế giống như lợi tiểu là chính, đâm ra là nhồi máu cơ tim và tế bào não lại liên quan đến cơ chế sơ vữa, đâm ra là cái nhóm thuốc này thì chưa thấy có hiệu quả trên hai cái phân group là bệnh nhân nhồi máu cơ tim và bệnh nhân tế bào não. Ngoài ra cũng có một cái ghi nhận là mặc dù trên cái brochure của thuốc á, thì là khuyến cáo chúng ta sẽ sử dụng thuốc ở trên những bệnh nhân có độ lọc cầu thận là trên 60. Nhưng mà thật sự tất cả các nghiên cứu như DAPA-HF hay DELIVER, họ nhận những bệnh nhân ngay cả độ lọc cầu thận trên 35 là họ đã nhận vào. Và chỉ khi nào mà độ lọc cầu thận dưới 30 thì họ mới cho ngưng thuốc. Còn lại họ vẫn sử dụng thuốc như và người ta cũng thấy là trên cái biến cố thận thì hầu như là nó không có bị ảnh hưởng.
thì có thể là trong tương lai những cái thông tin về sử dụng thuốc trên cái nhóm bệnh nhân có đột cầu thận từ 30 đến 60 nó sẽ được mở rộng hơn. Vì hiện nay cho đến hiện nay thì trên brochure người ta vẫn ghi là phải sử dụng cái nhóm thuốc này trên bệnh nhân có đột cầu thận là trên 60. Nhưng thực tế trên các thực nghiệm lâm sàng mà người ta đang làm á, thì là đột cầu thận là từ 35 trở lên là người ta đã nhận rồi. Đó là một cái điểm mà chúng ta cũng nên để ý và biết thêm. Yeah. À, đúng như vậy. Thì một những cái yếu điểm của cái nhóm SGLT2 inhibitor đó là nó vẫn có ảnh hưởng nhất định đối với chức năng của cầu thận, như chúng ta thấy là vì nó ức chế cái natri, đôi lúc nó sẽ ảnh hưởng đến cái thẩm thấu, làm cho như là suy thận có thể là làm giảm chức năng thận nhiều hơn. Vì vậy nên cái chống chỉ định mà gần như tuyệt đối đó là chúng ta cái eGFR là phải trên 30, 35, thì như vậy nó sẽ có hiệu quả tốt. Có các cái nghiên cứu CVOT tức là cardiovascular outcome trial, thì như vậy đều cho thấy các cái tác dụng có lợi đối với MACE. Thì như vậy cái DAPA HF thì nó chưa rõ ràng, nhưng mà CVOT đối với trường hợp bệnh nhân tần suất tại nhập viện và tiên lượng của bệnh nhân thì phải nói có sự khác biệt rất rõ rệt. Đây chính là một những cái ưu điểm mà chúng ta cũng có thể sử dụng yên tâm về cái độ an toàn ở trong các cái bệnh nhân mà chúng ta sử dụng đối với cái nhóm SGLT2 inhibitor này. Còn nhiều thời gian. Có rất nhiều thời gian. Bay Singapore nên là chắc là sớm. Dạ vâng, chúng ta xin phép là xin tạm dừng khuyên talk show ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự chú ý của các quý đồng nghiệp. Anh đi vậy? Anh đi vậy?